Trung Quốc là nơi có truyền thống về võ học lâu đời, cũng là nơi sản sinh ra rất nhiều đại môn phái lẫy lừng trên thế giới như Võ Đàng, Vịnh Xuân, Thiếu Lâm hay Thái Cực. Những môn phái này mang lại niềm tin của người Trung Quốc về sức mạnh của con người với võ công cái thế. Tuy nhiên, thực tế đã rất nhiều lần chỉ ra rằng võ công cao thâm của các đại môn phái chỉ là một trò lừa bịp. Những môn phái lớn sản sinh ra rất nhiều võ sĩ tự xưng là đại cao thủ. Tuy nhiên, không ít lần các đại cao thủ đã khiến cho võ thuật truyền thống Trung Hoa phải bẽ mặt với những thất bại ê chề trên võ đài. Trong phần 1 của video ngày hôm nay, Võ Thuật.vn sẽ điểm mặt những cao thủ của hai phái là Thái Cực và Vịnh Xuân từng khiến cho làng võ của Trung Hoa phải chịu nhục. Ngụy Lôi. Ngụy Lôi là một cao thủ Thái Cực Quyền hàng đầu tại Trung Quốc. Ông từng được một đài truyền hình ở Trung Quốc miêu tả là cao thủ với võ thuật vĩ đại nhất Trung Hoa. Trên TV, Ngụy cũng từng biểu diễn kỹ năng dùng trương lực để khiến cho con chim bồ câu không thể bay ra khỏi lòng bàn tay của mình. Những màn biểu diễn của Ngụy Lôi được cho là lố lăng và có phần phóng đại về võ công. Chính vì lẽ đó, một võ sĩ MMA nghiệp dư là Từ Hiếu Đồng đã thách thức Ngụy. Đường thấy anh ta mà một cái áo trắng, tay cầm quả ốc chó thì cho rằng anh ta là bậc thầy võ thuật. Tất cả chỉ là kỹ thuật hóa trang. Chỉ cần một người nam khỏe mạnh cũng đủ để đánh bại Ngụy Lôi, Từ Hiếu Đồng nhận xét. Còn với Ngụy, vị võ sư này gọi Từ là kẻ cặn bã, đồng thời kêu gọi cộng đồng võ thuật trong nước tẩy chay võ sĩ MMA với lý do không thể để Từ Hiếu Đồng phá hoại võ thuật truyền thống Trung Hoa. Ở trận tỉ thí của cả hai diễn ra một cách chóng vánh, khi chưa đầy 20 giây, cao thủ Thái Cực Quyền đã phải nằm bẹp dưới sàn. Sau trận đấu, Ngụy Lôi đổ lỗi là do đôi giày mới mua khiến cho ông bị chân trượt và chưa kịp dùng tuyệt chiêu. Tuy nhiên, những lý lẽ đó càng khiến cho công chúng phải phẫn nộ và cho rằng những thứ võ công của ông từ trước đến nay chỉ toàn là lừa bịp. Sau trận thua này, Ngụy Lôi mất tích một thời gian. Sau đó, ông trở lại bằng một vài trận đấu khác, thế nhưng bị cho là gian dựng để lấy lại hình ảnh. Lần gần đây nhất, Ngụy Lôi cho hay mối thủ của ông và Từ Hiếu Đông vẫn chưa chấm dứt. Ông hẹn võ sĩ họ Từ một dịp gần nhất để có một trận đấu sinh tử. Không chỉ Ngụy Lôi, rất nhiều các cao thủ thái cực khác cũng chịu chung cảnh ngộ tương tự khi thách đấu với MMA. Đinh Hạo và Dư Xung Hòa. Đinh Hạo là một võ sĩ Vịnh Xuân tuổi đời còn trẻ, trong khi đó Dư Xung Hòa là chính là sư phụ của anh. Hai thầy trò tự nhận là truyền nhân của Diệp Vấn, là một cặp nhân vật gây bẽ mặt võ thuật Trung Hoa nhiều nhất trong thời gian gần đây. Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi Đinh Hạo thách đấu với Từ Hiếu Đông. Truyền nhân của Diệp Vấn ở trận đấu này đã bị họ Từ vờn như mèo vờn chuột. Võ sĩ MMA nghiệp dư đã 6 lần khiến cho Đinh Hạo phải sấp mặt, chảy máu mũi và phải nhờ đến lực lượng y tế can thiệp. Còn với những đòn đánh của Hạo thì chỉ ở mức gãy ngứa cho Từ Hiếu Đông. Vậy nhưng, trọng tài lại bất ngờ tuyên bố trận đấu kết thúc với một kết quả hòa. Kết quả trên đã khiến cho dư luận phải phẫn nộ, vì khi ai đó theo dõi trận đấu này đều hiểu rằng Từ Hiếu Đông là người giành chiến thắng. Sau trận đấu trên, Đinh Hạo còn mạnh miệng bào chữa. Từ Hiếu Đông chỉ mới đánh ngã tôi chứ chưa từng đánh bại. Hơn nữa, đệ tử của Diệp Vấn còn cho rằng lý do anh thua là không hợp với phong thủy và do ăn chưa đủ no. Đinh Hạo còn cho rằng Từ Hiếu Đông bị mình đánh nội thương và không thể ăn cơm nổi. Những lý lẽ cùn trên của Đinh Hạo đã khiến cho tất cả phải lắc đầu. Trong khi đó, Hạo cùng với sư phụ là Dư Xung Hòa lại gây sốc khi tuyên bố cả hai nếu liên thủ với nhau sẽ trở nên làm vô địch thiên hạ, thậm chí cả Mai Tyson cũng không phải là đối thủ. Ngay sau tuyên bố này, Đinh Hạo nhận được lời thách đấu từ Trần Cẩm Vân, một nhà vô địch tán thủ. Trên sàn đấu, Trần Cẩm Vân đã dạy cho Đinh Hạo một bài học khi đã bất tỉnh truyền nhân của Diệp Vấn ở giây thứ 74. Thấy đệ tử bất tỉnh, Dư Xung Hòa lao đến ấn huyệt, thế nhưng Hạo không thể đứng dậy và phải nhờ đến đội ngũ y tế can thiệp, Hạo mới có thể ngồi lên. Màn ấn huyệt của Dư Xung Hòa cũng trở thành trò cười cho cộng đồng yêu võ thuật Trung Quốc, và để gỡ gạt lại thể diện, Dư Xung Hòa cũng bước lên đài để tỉ thí. Chỉ khác, đối thủ không phải là một võ sĩ chuyên nghiệp mà là một người phụ nữ chơi võ nghiệp dư. Cô gái gần như không bộ kỹ năng chiến đấu nào và dễ dàng bị Dư Xung Hòa bắt nạt. Màn đánh phụ nữ của họ Dư đã khiến cho nhiều người nóng mắt và gọi đó là kẻ hèn nhát. Quá nhục nhã vì môn đồ Vịnh Xuân như thế, Hiệp hội Vịnh Xuân quốc tế đã khai trừ Dư Xung Hòa khỏi môn phái. Lã Cường. Lại một cái tên là nỗi ô nhục của võ thuật truyền thống Trung Quốc, Lã Cường cũng chịu sự thất bại sau 47 giây khi tỉ thí với Từ Hiếu Đông. Ở trận đấu này, Từ Hiếu Đông cho thấy sự lấn lướt của mình ngay từ những giây đầu tiên. Từ Hiếu Đông dồn lên và liên tục tung đòn về phía Lã Cường, cao thủ Vịnh Xuân gần như chịu trận. Ông không thể ra một đòn thế nào đặc trưng của Vịnh Xuân quyền, thậm chí Từ Hiếu Đông còn đấm cho Lã Cường bè bét máu. Sau thất bại ê chề trên, Lã Cường nhận về rất nhiều chỉ trích, thậm chí Tổng hộ Vịnh Xuân đã còn đánh văn bản tuyên bố Lã Cường không phải là thành viên của bộ môn này và không có quyền đại diện cho Vịnh Xuân đi theo giao đấu. Sau khi thua Từ Hiếu Đông, tôi bị mọi người chỉ trích là một kẻ lừa đảo, giả danh đại sư Vịnh Xuân quyền. Trước sức ép lớn từ dư luận,
vợ tôi cũng đã bỏ đi mà không một lời từ biệt. Tôi cảm thấy bản thân thật đáng thương, Lã Cương cay đắng nói. Không dừng lại ở đó, võ đường mà Lã Cương dùng hết tâm huyết để gây dựng tại Ôn Châu, Trung Quốc đã phải đóng cửa khi không có ai theo học. Các môn đồ của ông đồng loạt nghỉ học và cho rằng sư phụ của mình là một kẻ giả mạo đại sư Vĩnh Xuân và không hề biết võ thuật.